các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương vào giữa những ngày đông, và cả một khu rừng hoa đỗ quyên ngàn năm tuổi cùng với những ngôi chùa Phật giáo trên mây. Mình rất hồi hộp và xúc động để chia sẻ cùng với các bạn những cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh tại nơi đây. Chuyến hành trình của mình bắt đầu từ nhà ga xe lửa Mường Hoa. Chúng ta sẽ được ngắm toàn cảnh thung lũng Mường Hoa và sẽ tiếp tục đi cáp treo để lên chinh phục đỉnh Phan Xipang. Sau đó, mình sẽ đi bộ gần 3 km trong tiết trời giá đông, vừa để săn mây, vừa để chiêm bái ngôi chùa Kim Sơn Bảo Thắng và trụ tháp Bảo An Thiên Tự cao nhất Đông Nam Á. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyến hành trình khám phá nhé. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị để lên cáp treo và mình sẽ đi một đường tàu hỏa Mường Hoa. Các bạn sẽ nhìn ra Sapa Station. Nó là một biểu tượng kiến trúc rất là tuyệt vời, mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả khách du lịch rất thích chụp ở nơi đây vì rất là dễ thương. Những bạn gái xinh xắn đang chụp hình. Chiếc ga được theo phong cách của châu Âu cổ điển rất là đẹp. Không khí sáng nay thì khá là lạnh, nhưng mà lát lên Phan Xipang thì chúng ta còn sẽ phải lạnh nhiều hơn nữa. Mình đã mua tất cả các vé tại khách sạn. Còn bạn nào chưa mua thì chúng ta là những cái quầy tiki để chúng ta mua vé. Các bạn ha, đây. Đây là những hàng ghế chúng ta ngồi chờ. Ở đây có bánh cookie, bánh ngọt, rất là hạnh trà. Các bạn có thể ăn sáng nhẹ ở tại nơi đây nếu sáng chúng ta dậy trễ mà muốn đi liền. Wow, một cây thông vô cùng sáng tạo. Các bạn biết rồi đấy, những người dân tộc ở trên vùng núi Tây Bắc thì bắp cũng là một lương thực, chứ chỉ đứng sau mỗi là gạo, lúa. Và gỗ chính là hai bạn người thích. Đây là một cái cây thông mà mình thấy là vô cùng ý nghĩa dành cho những người dân tộc của vùng núi Tây Bắc. Ta-da! Da-da-da! Đây là một sân khấu ca nhạc với tất cả những cái họa tiết là bằng những chất liệu vải của những người dân tộc núi Tây Bắc. Rất là đáng yêu đúng không các bạn? Chúng ta tiếp tục hành quân thôi. Mình đang rất là hứng khởi vì biết nhiệt độ hôm nay là đang âm. Hy vọng có những điểm đặc biệt ở trên Phan Xipang hôm nay để gửi tới các bạn. Bây giờ thì đây mặc hiệu đây, chúng ta sẽ đi theo những cái bảng chỉ dẫn các bạn nhé. Ta-da! Đây chính là được những bạn nào cần mua thêm đồ ấm hay những vật dụng gì thiếu thì có thể lên lầu. Đây là trên đây có trung tâm thương mại. Những bạn nào thích những cảnh thì chúng ta lên khúc trên để ngắm nhé. Ta-da! Đây, ở đây các bạn có thể ngắm được kỹ hơn về phong cảnh và các cát này, thung lũng Mường Hoa. Đây là những địa danh vô cùng nổi tiếng khi nhắc đến Sapa, và chuyến tàu hỏa để cho chúng ta đi ngắm cảnh nơi đó. Mình giới thiệu thêm với các bạn ha, đây là những cái bóng đèn và những cây quạt gỗ theo phong cách cổ điển rất là dễ thương. Những dãy núi và thung lũng Mường Hoa ở phía dưới này các bạn. Xa xa là dãy Hoàng Liên Sơn của chúng ta đang hiện ra trong sương mờ. Các khách du lịch từ các quốc gia khi đến đây thì họ vẫn nói với mình là cảm giác ngồi xe lửa đi thung lũng Mường Hoa vẫn là điều rất tuyệt vời mà mỗi chúng ta nên trải nghiệm. Mình thật là tự hào vì mình Việt Nam mà. Xa xa mình thấy một ngôi nhà sàn theo phong cách người Âm Mông. Các bạn nhìn mái ngói âm dương đang màu nâu đen. Căn nhà đơn sơ hiện ra trước mắt chúng ta. Nhà ga hình tròn đang hiện ra từ trước kìa. Cái chỗ mình đặt hấp dẫn không em? Đây các bạn ơi, ngôi nhà sàn Âm Mông. Nhà ga của chúng ta đã xuất hiện. Ga Mường Hoa dễ thương quá, trông như một lâu đài cổ tích. Các bạn ơi, ở ngay từ cổng vào mình thấy có một cái cây hoa rất là đẹp, không phải hoa anh đào
đẹp quá, nó màu phấn hồng á, như là những chùm tia gô nữa các bạn, phủ kín từ trên ngọn cây cho xuống tới tận gốc. Ôi thương gốc mà, mình hy vọng máy quay có thể lên được hết vẻ đẹp của cây hoa. Ôi ở đây thì tất cả mọi cái là tan là hoa, và nó cứ như là một cái khu gọi là farm, khu nông trường hoa, chứ không thể gọi là đền được vì lớn quá các bạn ạ. Ôi cưng thì cưng, khí hậu se lạnh, đền đài các bạn hoa rất là tươi, tươi từ gốc ngọn xanh mai mà. Đẹp quá các bạn ơi. Ôi cây me, những cây dây me chí quả luôn. Bắt đầu lạnh quá, khí lạnh đang tràn hết cả cổ họng mình. Mọi người, ôi những cây me cứng quá. Cưng quá, những bông hoa xinh lơ. Ôi thật là đẹp. Trời ơi nó to, bông xinh lơ to đẹp quá. Các bạn nhìn những cái bông trái xinh lơ tím này. Yeah. Cái thân lạ quá. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy một vườn hoa xinh lơ tuyệt vời. Những vườn xinh rồng quá là cưng luôn các bạn. Quá nhiều loại hoa đá. Nói đến Sapa là nói đến hoa đá thì không hết. Đây chỉ là đại diện cho vài loại đặc trưng của hoa đá Sapa, chứ còn xa xa thì hoa đá nhiều lắm. Đây này các bạn nhìn những dây hoa đá leo này, mình thích nhất những cái dây hoa này, đẹp quá đi. Đây là bán mây. Mọi người đến đây thường sẽ check in. Đây là nói về các dân tộc của miền núi Tây Bắc. Những cái hành lang xếp bằng đá hộc, coi như là đá họ đập tự nhiên lên và chồng lên nhau, nhưng mà vững bền với thời gian. Các bạn ơi, ở những khu dân tộc của người miền núi Tây Bắc, ở trên mái nhà họ hay bị đóng một lớp rêu, và cây ở vùng này thì rất kỳ lạ là không cần đất vững lên rất tốt. Đâm ra những cái mái nhà, những ngôi làng cổ có những cái mái mà cây mọc lên đẹp lắm. Khu làng của người dân tộc Tày đang ở phía trước chúng ta. Đây là nhà sàn của người Thái. Nhà sàn của người Thái thì các bạn sẽ thấy có những cái nét chạm trổ. Và tiếc là bây giờ những bạn đi du lịch Thái Lan thì vẫn thấy là họ giữ được cái văn hóa đó. Còn nhà của dân tộc Tày, dân tộc Dao của chúng ta thì sẽ không có những cái nét chạm trổ đó. Nhưng mà gần gần như cái dân tộc này giống nhau, chỉ khác chút chút. Đây nhà dân tộc Thái cao hơn. Sau khi biến chuyển với thời gian, yeah, đây là bản mây mây. Họ vẫn giữ được những cái cối xay nước này là đặc trưng của họ. Họ xay gạo, họ dùng sức nước để xay gạo, rất là đẹp. Phong Si Băng đã có được là 10 năm, và năm nay cũng là năm kỷ niệm 10 năm của các treo Phong Si Băng và đỉnh khám phá Phong Si Băng. Đây là cây ớt chuông. Đẹp quá, nhìn cưng quá các bạn ha. Đi du lịch miền núi Tây Bắc có lẽ sẽ kiến thức chúng ta ở rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Các bạn nhớ những cái vải màu á, khi mà người phụ nữ đã may giờ xong mà còn kết thừa lại như này, mình có hỏi á thì họ nói để trừ tà ma. Nhà Mông, nhà gỗ của người Mông. Người Mông thì giản dị hơn là vì họ vất vả hơn, sống trên núi cao. Đây trước mắt chúng ta là ngôi nhà từng trình đất, có những cây đào cổ xung quanh. Nếu mà đến mùa xuân mà các bạn quay lại đây thì hoa ban này nó sẽ nở đầy ở đây hết. Nhà Hà Nhì Đê. Hình như mình nghe nói đây là một cái tích, nhưng mà mình cũng không được nắm rõ lắm, nên mình cũng chỉ nhớ mang máng là ngôi nhà Hà Nhì Đê này có một cái tích lịch sử rất hay. Đây các bạn nhìn, đây chính là tường chính đất và cửa gỗ rất mộc mạc, họ không có chạm trổ nhưng mà vẫn có cái đà chúng ta phải bước qua, đó là tỏ lòng kính trọng gia chủ. Mình đang đi qua một hành lang với những vải màu mang vừa một nét văn hóa dân tộc của các người dân tộc thiểu số mà vừa đem nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo, tức
Đây là tàng những câu chúc may mắn trong một ngày để đầu xuân đón năm mới các bạn ha. Quá tuyệt vời luôn. Yeah, ước nguyện bình an. Ta-da. Theo văn hóa của tâm linh Việt Nam nói riêng cũng như là văn hóa của phương Đông nói chung thì đến trước một ngôi chùa chúng ta đều phải có là chùa Trần. Ở trên đỉnh Phan Xipang tất cả chúng ta sẽ có là ba ngôi chùa. Thì đây là ngôi chùa thứ nhất gọi là chùa Trần, có nghĩa là đi đến nhà ai, đến bất cứ nơi đâu đều phải được báo cáo trước. Yeah, ngôi chùa rất là đẹp. Đang làm bằng đá hết các bạn ạ. Hai bên có hai cây tùng. Đẹp quá. Trời thời tiết lạnh mà mùi hương trầm bay lên thật là tuyệt vời. Và ở đây đang có một sân khấu. Và đây là biểu tượng 120 năm. Một lần nữa mình nhắc lên là cái đây 120 năm, tức là năm 1903, các cái đoàn mà địa lý của Đông Dương đã khám phá ra và từ đó Sapa đã được ra đời. Và đây là những chất liệu vải. Đây là những cái họa tiết mang chất liệu vải của người dân tộc vùng thiểu số tại vùng đất này đã kết nên thành cái logo biểu tượng 120 năm. Chúng ta sẽ đi vào đây để lấy cáp treo các bạn ha. Tất cả các đường cầu thang gỗ ở đây mình rất thích. Đỉnh núi, những tầng đẹp quá, những tầng mây vẫn trong rừng. Ồ, đúng là người ta nói là bồng lai tiền cảnh. Bạn ơi, đây là gà Phan Xipang. Lối lên đỉnh Phan Xipang. Không khí lạnh bắt đầu đang ùa vào. Ở khu vực này là có nhà hàng Đỗ Quyên. Những bạn nào mà bắt đầu đói bụng thì chúng ta có thể dùng bữa ở đây trước khi lên đỉnh. Ở nơi đây là một phòng triển lãm để kỷ niệm vào 10 năm hình thành đỉnh Phan Xipang. Từ cáp treo, từ xây dựng và từ 4 mùa. Mùa xuân rồi mùa đông. Đây mùa xuân đây, ngày Tết. Rồi mùa thu ở những cảnh chùa và có rất là nhiều những trang rất là đẹp về cảnh sinh hoạt của người dân tộc miền núi Tây Bắc. Tất cả ai có mặt trên đỉnh Phan Xipang đều lấy làm tự hào. Nơi đây là các bạn có thể viết những điều ước nguyện của mình khi đạt đến điều cao 3.143 mét. Mình gửi tất cả tình yêu, I love everyone, ngay tại trên đỉnh này. Sương mù phủ trắng hết rồi. Nhà ga của chúng ta sẽ ở hướng bên này. Đây là đường lên chùa các bạn ha. Thanh Vân Đắc Lộ. Yeah. Yeah. Lạnh quá. Mây phủ trắng hết rồi. Ở đây có Tài Hồng Trung, Bích Vinh, Hiền Tự. Ngôi chùa đẹp quá. Theo tín ngưỡng của tôn giáo Phật giáo, ngôi chùa quá đẹp. Được làm bằng gỗ sơn son ghép vàng hết. Thờ các thánh mẫu. Chúng ta đi từ đền Thánh Mẫu, bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp tục lên đền Quan Âm. Nơi đây thờ Phật Quan Âm. Đẹp quá các bạn. Tất cả đều một kiến trúc mái cong, đầu rồng của thời nhà Lý. Đây là điểm đặc trưng nhất những chú rồng và lá bồ đề của thời kỳ nhà Lý ngàn năm Thăng Long. Một tượng Phật Quan Âm bằng đá. Và tất cả đây là gỗ tràm rồng, mái ngói âm dương, rất là đẹp. Và đây là Đại Hồng Trung mà nãy có một bạn đã giới thiệu với chúng ta. Đức Hồng Trung rất là đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nếu những bạn nào mê lịch sử thì đây chính là mái vòm, mái âm dương với đầu rồng của thời nhà Lý, gọi là Lý Thái Tổ, người đã đem mở cõi ra ngàn năm Thăng Long. Và đây, các bạn ơi, trước mắt chúng ta là tượng Phật Thích Ca mà vàng, và phía sau chính là những bông hoa đá. Bông hoa đá là những bông hoa đặc trưng của miền núi Tây Bắc, và chỉ có miền núi Tây Bắc thì những hoa đá mới có thể đẹp đến như vậy. Các bạn ngắm tượng Phật, thật là ý nghĩa đúng không các bạn? Ở đây có một ngôi tháp cao, các bạn nhìn ngắm nè. Bởi vì mây đang giãn ra, mình phải tranh thủ quay ngay nha các bạn. Rất là đẹp, và đại hồng chung ở trên cao đang hiện ra. Các mái vòm của thời nhà Lý, những chú rồng thời nhà Lý, tuyệt đẹp. Cái này là một nét phong thủy cực kỳ. Ở phía trên kia chính là đường tiếp tục để đi lên chùa. Và đây là ga Đỗ Quyên, một ga xe lửa sẽ đưa chúng ta lên đỉnh Phan Xi Păng, đỉnh cao nhất Đông Dương. Đó là điều mà tất cả các khách du lịch từ muôn nơi đều muốn được một lần chinh phục đỉnh Phan Xi Păng. Đây là thờ Đức Tổ Sư Đạt Ma. Tôn giáo Trung Hoa thì những điều này rất là thể hiện rõ nhất. Đây là chính là con đường đi bộ để lên đỉnh Phan Xi Păng nha các bạn. Những bạn nào mà chúng ta không muốn đi xe lửa thì chúng ta sẽ đi một con đường đi bộ này. Yeah. Không khí lạnh ùa vào, mình lên đây là ngắm được hết những mái rồng. Yeah. Lạnh nhưng mà quá là đẹp, đúng là nơi gặp gỡ của đất trời. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lên ga Đỗ Quyên ha. Đây là một ga tàu hỏa sẽ đi lên đoạn cuối cho chúng ta lên đỉnh Phan Xi Păng. Ở nơi đây các bạn sẽ được ngắm những cái khu vườn ở trên đỉnh núi. Mình thích nhất là những cây tùng, những cây hoa Đỗ Quyên đẹp lắm. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là toa tàu lửa duy nhất để lên đỉnh Phan Xi Păng. Chúng ta sẽ chỉ có một toa này, dài 10 mét ha. Và viên toa tàu này sẽ là chiều đi lên và chiều xuống chỉ có một toa. Đăng tàu của chúng ta bắt đầu khởi hành. Yeah. Các bạn ơi, chúng ta bắt đầu lên dốc nha. Các bạn nhìn những cái cây xanh đây thương không? Các bạn ấy bị phủ trắng trong sương lạnh quanh năm. Đoàn tàu sẽ đi qua hầm của dưới chân tượng Phật A Di Đà, và chúng ta sẽ đi vòng như một đường vòng cung để ngắm đỉnh núi Phan Xi Păng rồi mới lên lại trên đỉnh. Đó là một điều rất là vui ở trên tàu đi ngắm mà tuyệt vời này. Chúng ta tiếp tục lên tượng cao. Như đi chơi cảm giác mạnh đúng không các bạn? Chúng ta đang lên khu vực chùa. Mây phủ trắng hết, không quay được rõ ngôi chùa cho các bạn coi. Ga Trúc Mây. Đây là con đường chúng ta lên đỉnh ha. Đây có một quán coffee. Các bạn nào muốn được nghỉ ngơi thì chúng ta vô đây uống coffee. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên trình lên đỉnh. Trên đỉnh rất là lạnh đúng không bạn? Chúng ta đã lên tới đỉnh rồi. Mây phủ trắng hết. Yeah, thank you. Đỉnh cao nhất của Phan Xi Păng là cao 3.143 mét, và đây là hiện trường phần núi cao nhất trọng đá.
nhưng mà hiện tại đã đo được thêm cao 4,3 mét, tương đương là 3.147 mét. Đây là ngọn núi cao nhất của cả ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Theo thực tại, khi thực hiện thì ngọn núi cao nhất trong ngàn vạn ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ chính là đài huyệt mạch của quốc gia, suối nguồn linh khí của dân tộc, mang ý nghĩa thiêng liêng với những con người đất Việt. Thật là ý nghĩa, nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh khi được chạm đây đến ngọn núi 260 đến 250 triệu năm này, ngọn núi thực dãy Hoàng Liên Sơn. Các bạn ơi, mình đang ở trên đỉnh của Phan Xi Păng 3.143 mét cao. Rất là tuyệt vời. Mình mong là tất cả chúng ta, nhất là những người Việt Nam và nhiều bạn bè trên thế giới, chúng ta hãy tìm đến với đỉnh núi cao nhất của Đông Dương. Không khí thì lạnh quá, sương mù đang dày đặc. Hiện tại hôm nay đang là -3 đến -4 độ nha các bạn, nhưng mà vẫn chưa có mây tiết. Các bạn ơi, đây là điểm cao nhất. Hôm nay thì mây mù phủ trắng hết, mình không quay được dãy Hoàng Liên Sơn, nhưng chúng ta vẫn phất cao ngọn cờ, vẫn đang đứng ở trên điểm cao nhất của Đông Dương. Mình yêu quý tất cả các bạn. Mình mong những thước phim này gửi đến các bạn, và mong là các bạn sẽ có dịp. Sức gió mạnh quá các bạn. Và mình mong các bạn sẽ có dịp để lên khám phá đỉnh cao nhất của Đông Dương. Sức gió mạnh quá. Cầu thang khá là dốc các bạn ạ. Dốc lắm các bạn, nên phải đi cẩn thận. Những cái ngày mà trời khô như này thì những bậc thang này hoàn toàn an toàn. Các bạn thấy đây là một chuyến hành trình vất vả. Những cô gái đây cố lên. Ngôi chùa rất là đẹp và chúng ta có những cái trải nghiệm sẽ tuyệt vời. Mình muốn quay lại những thước phim gửi tới các bạn. Nhưng mà tất cả những ai đi đều phải hết sức cố gắng. Các bạn nhìn nè, những cây đỗ quyên cổ thụ. Còn những cây này chúng ta không thể tiên lượng được là mấy trăm năm đâu nha các bạn. Nhưng mà quá đẹp đúng không các bạn? Và chỉ có tuyến đường đi bộ này chúng ta mới được ngắm những cây quý như vậy. Tất cả các cây đây là rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh hết nha các bạn. Cây mọc trên đá rất nhiều. Các bạn nhìn những cây tre trúc đây là đang mọc trên những mỏm đá, hầu như không có đất. Những cây nào mà sống sót được trên cái đỉnh núi cao với cái độ cao mà và sức gió và sức lạnh như thế này thì các bạn phải biết là đây là những điều phi thường. Tất cả những ai mà trải nghiệm trên tuyến đường đi bộ đây là đều là phải nói là những bạn là đều mê trekking hay là gọi là phượt thủ mới có thể đi được nha các bạn. Như từng cái bậc thang này nó đang bé hơn từng cái bước chân của chúng ta mà độ dốc thì khá cao, nên là các bạn bước sẽ rất là dễ hụt chân, nên cẩn thận chút xíu. Hôm nay thời tiết thì đang rất là lạnh, nên ra là mọi người ở dưới và các nhân viên khuyến cáo chúng ta là chỉ những bạn nào cảm thấy sức khỏe mình đủ thì hãy trải nghiệm cung đường này, còn không thì chúng ta cứ vào ra xe lửa và đi xuống cáp treo nha. Các bạn ơi, phía trước chúng ta đây một mỏm đá tự nhiên đứng chênh vênh giữa đất trời, đẹp quá. Mình đã thấy được bóng chùa rồi. Hành trình xuống tới chùa của chúng ta đã đến nơi. Thích quá. Toàn một vòng cổng bằng đá thiên nhiên á. Tất cả đây là gỗ mộc, người ngày xưa khá là thấp. Đây là một cái cổng chính để đi ra đi vào mà nó thấp như đây thôi đó các bạn. Chùa được làm bằng đá hết, đẹp quá. Các bạn nhìn này, ở nơi đây có một những khối bằng gốm hình đầu rồng, mà rồng này là rồng rắn lên mây á, rồng thời nhà Lý thật đẹp. Rồi một cây đỗ quyên, quảng trụ cây đỗ quyên. Các bạn ơi, đẹp quá, toàn bộ được chạm khắc gỗ hết các bạn.
được làm bằng những khối đá rất là kiên cố. Đây là cái phủ cầu chúng tôi. Đẹp quá các bạn. Tất cả các bạn của các bạn đánh bằng lòng. Đúng nhất tất cả những gì mà cúng của chúng ta từ đây 1000 năm, các bạn sẽ nhìn thấy những câu đồ, những tủ khắc, những tủ điêu khắc và những vật sư tử đang ngồi chặt nhựa được tái hiện một cách cụ thể. Mình đang đi vô đây, các bạn nhìn này, những cái thơ gỗ cổ này, đẹp không, rất đẹp, đóng toàn bằng lọng và sơn son thép vàng. Đây là những bức tượng Phật La. La Hán Xà Dạ, La Hán Mã Minh. Quá đẹp đúng không các bạn? Mình hy vọng những thước phim là sẽ gửi tới tất cả các bạn để hiểu hơn về tín ngưỡng Phật giáo của thiền viện Tây Phương cũng như thiền viện Trúc Lâm. Tất cả đây là những cây đèn dầu măng sơn và những cái đà cột. Rất là đẹp. Lối kiến trúc xuyên suốt của kiến trúc Việt Nam, nước Đại Việt cả ngàn năm. Và những con rồng thời Lý. Đẹp quá các bạn ạ. Ở đây chúng ta còn được nhìn rõ mỏm đá. Đây là mỏm đá tự nhiên, chùa Thượng Kim Sơn Bà Thắng Tự. Và lạc ở độ cao 3090 mét. Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Ở đây lại thêm một bảo chung chuông nữa, một chuông đồng quá đẹp. Tất cả những họa tiết hoa văn là từ một những chú rồng theo hình rắn, và đây là những chiếc lá bồ đề. Mình thấy bên trong ngôi trường thừa Phật hàng này, ban hộ pháp và tất cả các đền chùa Việt Nam đều có ban hộ pháp. Vị đại sư thời xưa. Đức Phật chăm mắt ngàn tay Phật Thích Ca, Phật Quan Âm Bồ Tát, Phật Thích Ca nhớ. Đây là ban hộ pháp thần đường, ban bộ tình cường. Đến với ngôi chùa này, các bạn đã có thể hiểu hết được về tôn giáo của Việt Nam, ban đức thánh hiền, các câu đối khác biệt,
tất cả đều được sơn son thép vàng. Những đình sự Phổ Hiền Bồ Tát Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật Địa Tạng Phật Thích Ca Thẹn Quang Phật Vương Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đại hùng bạo địa. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy tượng Phật là quang trúc tam thiên bình phong được sơn son thép vàng mềm mại như một tấm rèn che tù, quá đẹp đúng không các bạn? Kiến trúc tinh xảo, chiếc đèn cổ, ngôi chùa Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Có độ cao là 3.009 mét, như vậy là chúng ta đi gần 200 mét để xuống đến ngôi chùa nơi đây. Các bạn nhìn đây, đây là tháp Bảo Tự, một ngôi tháp rất là đẹp. Và điều đặc biệt ở nơi chùa có những mỏm đá rất là tự nhiên. Đây các bạn, tất cả đây là những mỏm đá tự nhiên. Nãy giờ là mình đếm được là hai khối đá lớn và đây là những khối đá vừa. Như vậy đỉnh Phan Xi Păng có những điều rất kỳ lạ đúng không các bạn? Thường thường núi thì sẽ thoải đều, còn đây là có những cái mỏm đá tự nhiên như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy là các bông hoa đá. Các bạn muốn hiểu là các cái sen đá mọc như thế nào, sen nở trong đá là vậy. Và đây là những tượng Phật Quan Thế Âm, đây bằng đá hết các bạn. Phật Thích Ca, ôi trời đẹp quá. Và tại sao lại đây thì gọi là Bích Vân Thiên Tự, các bạn thấy mây phủ trắng hết rồi. Đẹp quá. Mình rất mong những lúc mây giãn để có thể quay được rõ hơn gửi tới các bạn. Đây tầng cảnh ngôi bảo tháp. Ở trên lối này chúng ta sẽ được ngắm những cây đỗ quyên cổ thụ. Các bạn nhìn nè, đỗ quyên có một sức sống rất mãnh liệt và tre trúc cũng vậy. Tại sao lại ví con người Việt Nam chúng ta có một sức dẻo dai vững bền như tre trúc? Nhưng các bạn nhìn đây, vẻ đẹp của đỗ quyên mới tuyệt vời làm sao. Rừng đỗ quyên, cổ tự đỗ quyên, các bạn nhìn nè, đẹp quá. Những cây rêu bám mọc quanh thân cây đỗ quyên. Những cây đỗ quyên này chúng ta chắc là khó đoán về niên đại nên không còn được gọi là cổ thụ nữa, mà gọi là đỗ quyên cổ tự. Có nghĩa là bạn, những cây này là vững bền với thời gian luôn, rất là như kiểu vĩnh cửu á, như vĩnh cửu với thời gian. Đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, hoa đỗ quyên rất nhiều mà chưa nở. Ôi đẹp quá. Nhìn cây đỗ quyên nè, vươn mình trong gió, từ đâm từ đá ra, đẹp lắm các bạn. Rất nhiều búp luôn. Đây, toàn bộ đây là búp hết mà chưa nở. Ôi, lúc mà nở rất đẹp lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đây. Ở nơi đây thì giống như là một cái lầu vọng cảnh. Các bạn vừa ngắm xong rừng đỗ quyên cổ thụ, các bạn được nhìn sát nhất. Bình thường chúng ta có thể đi leo các đỉnh núi của Sapa và trên các dãy đỉnh Hoàng Liên Sơn thì rất là nhiều đỗ quyên, nhưng mà để có thể sát được những ngọn đỗ quyên như này thì có lẽ là rất là khó nha các bạn. Chúng ta còn được sờ tay lên các cây đỗ quyên cổ tự như thế này thì đó là một điều rất là tuyệt vời, một trải nghiệm mà vô cùng gọi là gây nhiều xúc cảm, hấp tan bộ nguồn năng lượng của đất trời. Chúng ta hãy hút nguồn sinh khí. Nơi Kim Sơn cổ tự, nơi có rừng đỗ quyên tuyệt đẹp. Các bạn ơi, đây như một tiên cảnh. Mình cứ muốn quay mãi để gửi tới các bạn, không có dừng máy quay luôn.
thì đẹp quá mức đẹp luôn các bạn ơi. Và mình vừa được chỉ dẫn là đây là những cây đỗ quyên với sắc hoa màu trắng khi nở, gọi là đỗ quyên cổ thụ Quang Âm, và có gần niên đại là gần 1.000 năm tuổi. Rất là xúc động đúng không các bạn? Và trên đây là đỗ quyên đỏ, là đỗ quyên quang tự, cũng có niên đại là gần 1.000 năm tuổi, quang trụ. Và những cây này sẽ vững bền với thời gian. Chứ ở đâu mà mình cảm giác được một rừng đỗ quyên gần với chúng ta như thế. Chúng ta được cảm nhận được những cây đỗ quyên cổ tự này là trên từ cả cái mặt ngọn, trên từ cả những giá hoa tuyệt đẹp. Mình rất hạnh phúc khi được chia sẻ với các bạn về rừng hoa đỗ quyên ngàn năm tuổi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, càng về chiều càng lạnh. Đây là cung đường là gọi là Giác Ngạn Đồng Đăng, và chúng mình lại tiếp tục phải đi bộ xuống. Bắt đầu là lạnh quá rồi. Ở đây có tượng Phật Bà Quan Âm này các bạn. Một hành trình khá dài để đến với Phật Bà Quan Âm, là chúng ta đang đi một hành trình rất là dài rồi nha các bạn. Các bạn ơi, lạnh quá. Thời tiết rất là lạnh các bạn ạ. Ôi, Phật Bà Quan Âm bị mây phủ hết rồi. Ôi, mình mong mà mây sẽ tan để mình có thể quay được tượng đồng Phật Bà Quan Âm gửi tới các bạn. Mình đã đi bộ một hành trình dài để đến với Phật Bà Quan Âm, nên mình rất hy vọng là mây tan để quay được Phật Bà Quan Âm gửi tới các bạn. Mình đang leo lên sát với tượng Phật Bà để quay kỹ hơn. Mây đang tan, mừng quá. Mình hy vọng là mình sẽ quay được rõ nét tượng Phật Quan Âm. Đẹp lắm các bạn ơi. Đây. Tượng Phật cao lớn quá. Đây, Đức Quan Âm đang nhìn ra, nhưng mà mây phủ trắng hết rồi. Rất nhiều hoa đỗ quyên, cả một khu rừng đỗ quyên. Mình muốn quay được các bạn, mà mây phủ trắng hết. Những con người ở trên cây cầu đây, các bạn phải biết là đều là phải được phong tặng là những bạn gọi là chịu được giá rét rất là kinh khủng. Nhưng các bạn này đều là người châu Âu hoặc người Trung Quốc, vì khí hậu đang tụt xuống rất nhanh. Đẹp quá các bạn ơi, rừng hoa đỗ quyên nè. Chưa ở đâu mà chúng ta được nhìn thấy những cây hoa đỗ quyên cổ thụ và có thể sát và rõ như vậy. Sức gió mạnh quá, làm không khí lạnh càng lạnh hơn. Ôi, gió muốn thổi bay mất cả cái nón của mình. Những ai trụ được ở trên đoạn này đều là rất là khỏe và giỏi. Gió muốn thổi bay mình. Mình vừa mới từ trên tượng Phật Bà Quan Âm xuống, và bây giờ mình quay lại cảnh chùa Miếu Sơn Thần để gửi tới các bạn. Đây toàn cảnh mây đang giãn ra. Chúng ta đang đi tiếp xuống. Con đường này được gọi là con đường La Hán. Chúng ta sắp đến các tượng La Hán ở phía dưới này. Mình cũng đang hồi hộp, đang muốn khám phá đây. Mình cũng chưa bao giờ đi cả. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xuống. Thời tiết lạnh quá. Những bạn Trung Quốc ở đây phải nói là chịu lạnh rất là giỏi. Mình rất là thán phục. Các bạn nhìn nè, một lầu vọng cảnh khá là đẹp. Toàn bộ bằng gỗ hết các bạn ha. Tất cả gỗ ở đây mình thích nhất thời điểm là không dùng một cái lớp dầu nào phủ để bao bọc bảo vệ gỗ. Toàn bằng gỗ quý hết các bạn. Trần luôn. Một lầu vọng cảnh. Nếu như khu vực này mà ở những cái mùa khác các bạn tới á, thì sẽ các bạn sẽ được ngắm ra cả dãy Hoàng Liên Sơn. Nhưng mà mình đang đi đây là chính đông ha. Đang đúng dịp Giáng sinh thì quá lạnh, mây mù phủ trắng hết. Ở đây có một cái bảng cho chúng ta hiểu về quần thể văn hóa tâm linh. Phong Si Băng trải dài từ độ cao 3.000m, có nghĩa từ khúc chùa của chúng ta coi là 3.009m tới nóc nhà Đông Dương huyền thoại. Đây là một ngôi chùa mà có thể là
nói là gần như là cao nhất Việt Nam. Đây là cao ngôi trường cao nhất Việt Nam và là cao top đầu của châu Á các bạn nè. Và có một khối lượng là đá xanh để đưa lên đây quá lớn và quá khủng khiếp. Đây, danh tự 18 vị sư tổ là cái đoạn này chúng ta sẽ được đi xuống để chiêm bái đây. Ồ, những cây đỗ quyên. Em ở đây mình thấy những tượng La Hán rất là đẹp. Tất cả các tượng La Hán ở đây đều được đúc theo đúng các tích của ngày xưa. Châu Âu phải nói là chịu lạnh cực kỳ giỏi. Đây, rất nhiều tượng La Hán đúc bằng đồng đấy các bạn, đẹp quá. Nếu như lúc trên các ngôi chùa ba ở độ cao 3.009m thì các bạn sẽ nhìn thấy là các tượng đồng được mạ vàng, thì đây lại được tượng đồng được xanh đen và rất là nhiều những bông hoa đá các bạn. Đến đây các bạn sẽ hiểu được hết ý nghĩa tại sao gọi là hoa đá hay là gọi là sen đá, vì tất cả những cây này đều mọc từ đá lên. Yeah các bạn ơi, và sau khi đi qua 18 vị La Hán mình đã nhìn thấy tượng Phật Thích Ca. Ôi mây lại phủ trắng hết rồi các bạn nhìn nè. Ô mình mong mây tan để chúng ta nhìn được Phật Thích Ca bằng đồng và lớn tốt đầu châu Á đang được hiện rõ ở góc này, thì chúng ta sẽ được nhìn rõ hơn. Nếu mà mình đến gần thì các bạn sẽ khó, mình quay sẽ khó hơn và các bạn nhìn cũng sẽ khó hơn. Đây, mình đi ngay tại view này. Các bạn nhìn, các tượng Phật La Hán. Các bạn ơi, mình mê những bông hoa súp lơ. Đẹp quá. Ở con đường đá này thì sẽ cho chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp nè. Có rất là nhiều hoa đá. Nhưng mà hôm nay mây phủ trắng hết, đâm ra mình sẽ dừng ở đây thôi. Dạ, các bạn sẽ được nhìn thấy các cảnh tượng bao quanh để lên đến tượng Phật Thích Ca. Một hành trình đi bộ rất dài và rất lạnh thì chúng ta đến được với tượng Phật Thích Ca. Ôi, mây đang tan, bầu trời xanh đẹp quá các bạn. Ôi, nắng lên kìa, chúng ta nhìn thấy mặt trời kia rồi. Yeah. Ô, mây tan kìa các bạn ơi. Ô, đỉnh tháp, chúng ta nhìn rõ đỉnh tháp kìa các bạn, mây đang tan. Trời ơi, mình đi bộ cả mấy cây số bây giờ nhìn đoạn này thấy ngắn quá. Ôi mây tan đẹp quá. Đây là bên trong của dưới chân tượng Phật Thích Ca. Ở nơi đây thì chúng ta sẽ có thấy là có một bảo tháp bằng pha lê. Nơi đây là có xá lợi Phật Thích Ca, nơi thờ xá lợi Phật Thích Ca. Đẹp quá các bạn, tượng Phật Thích Ca bằng vàng 24 và tất cả bệ đều được là sơn son thép vàng theo đúng văn hóa của người phương Đông. Ô, đây bảo tháp đây. Các bạn này, đây xá lợi Phật nghiêng cung. Trần mộng đồng đều có dấu của nhà Phật. Khá đẹp đúng không các bạn? Đây là chúng ta đang ở dưới chân của Phật Thích Ca. Ồ, mình đã đi hết một vòng rồi, bây giờ đã đi xa. Tuyệt vời. Ôi, đẹp quá. Yeah, mình thấy được bóng mặt trời rồi các bạn. Yeah, mây đang tan. Mặt trời kìa các bạn ơi, quá đẹp luôn. Mây tan đẹp quá các bạn ơi, quá đẹp luôn. Con đường chúng ta đi kìa nè, các bạn nhìn nè. Ngôi chùa ở phía dưới kìa,
À, chúng ta đi một hành trình rất dài. Đây chính là đoạn mà nãy mình đi cao trèo lên đó các bạn. Đó, trời mây tan mà chúng ta thấy được tất cả những chòm núi đấy được hết này các bạn. Ô, mình đã có thể quay được các chòm núi của đỉnh Phan Xipang. Vô cùng ấn tượng, ô mặt trời. Ôi, tuyệt đẹp. Yeah, mừng quá. Đấy là chuyến hành trình của mình đã thành công với một điều ước để quay được những thiết hình tuyệt đẹp ở trên đỉnh Phan Xipang. Gửi đến các bạn đã được thành công. Yeah, các bạn chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc này với mình nhé. Ôi, đẹp quá. Yeah, ô các bạn nhìn nè. Ôi, cột cờ đang hiện ra kìa các bạn. Mình phải đi đường vòng mấy cây số mà bây giờ nhìn lên cột cờ chỉ trên chúng ta khoảng 500 mét. Ở giữa đây có một bức phù điêu mình muốn quay cho các bạn. À, đây gọi là khu vực tháp 9 tầng. À, đây có một cái tháp nước nhân tạo thôi. Nhưng mà đây là về phong thủy thì đây là một điểm rất là quan trọng. Cái nước phong thủy đó các bạn. Yeah. Và đây cũng là hành trình cuối của ngôi chùa tâm linh Kim Sơn Cổ Tự. Và có một cái độ cao vô cùng lớn là 3.009 mét. À, và chúng ta đang đi xuống nơi đây. À, yeah. À, khi mà các bạn mà cảm thấy chân có độ mệt đau thì các bạn sẽ bám vào những cây gỗ này nhé. Đấy là những bạn Trung Quốc vừa mới chỉ cho mình. Mình thì vẫn quen đi ở giữa những cầu thang đá. Yeah. Các bạn nói là vì sức gió rất là mạnh nên những cái cây gỗ bám này còn giúp chúng ta cân bằng được tốt hơn. À, và giảm cái lực của chúng ta phải chịu. Hôm nay là thác nước lại không chạy để mình quay được cho các bạn xem. Thác nước nó chảy đẹp, thác nước ở đây chảy rất là đẹp. Ở dưới kia có một cái chóp như là tháp bút á. Đây là về phong thủy, về tâm linh. Mình quay gửi lại để các bạn. Các bạn nhìn em Phật Thích Ca ở trên cao kìa. Ở đây những người Trung Quốc thì họ rất chịu khó leo. Thứ nhất là họ chịu lạnh tốt hơn mình. Thứ hai là họ đều theo tín ngưỡng Phật giáo. Đâm ra ngôi chùa Kim Sơn Cổ Tự là một điểm đến mà họ nhất định muốn được trải nghiệm. Xuống đây sức gió đã giảm hẳn. Nãy mình canh săn mây, bây giờ mình tự đặt tên cho mình là những kẻ mê săn mây. Ôi, gió mạnh mà cái cổ họng mình nó khô rết. Cứ một lúc nào đó được 20 giây, 30 giây là mình lại cố quay lại những thước phim để thấy được mặt trời, thấy được bầu trời trong xanh và những tầng mây tuyệt đẹp để gửi tới các bạn. Nhưng ngày hôm nay như vậy đối với mình là rất may mắn rồi. Yeah. Người ta bảo là giữa mùa đông và một ngày rét đậm, rét hại và gió đông bắc như vậy mà mình lại có được những cái thước phim mà có thể quay được bầu trời xanh ở trên độ cao trên 3.000 mét thì đó là một điều cực kỳ quý hiếm. Ngay cả ở Trung Quốc thì các bạn Trung Quốc nói cũng điều đó cũng rất là khó xảy ra. Mình đã xuống tới nơi rồi. Đây thác nước 9 tầng với đạo Phật số 9 mang nhiều ý nghĩa tâm linh thần bí của kiếp luân hồi nhân quả. Tháp được đặt dưới chân đại tượng Phật A Di Đà có chiều cao 30 mét, chia làm 9 tầng và 150 bậc đá hai bên. Đây là chính là công trình mình vừa mới quay để gửi tới các bạn về tháp 9 tầng. Yeah, chúng ta ngắm lại một lần nữa không khác. Thế là mình đã giới thiệu được với các bạn về vẻ đẹp của đỉnh Phan Xipang và những ngôi chùa Phật giáo trên mây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Các bạn luôn là nguồn động viên sâu sắc cho kênh Khả Ái. Mình luôn yêu quý các bạn. I love everyone.